Giám đốc mời. Tiểu tử, làm giám đốc nghiện luôn rồi à? Suốt ngày tôi bị bắt thiêu sẽ tới xây luôn. Làm cái này cái kia, cùng người không cùng mạng, cùng ô không cùng cán. Có những người hô mưa gọi gió, nhưng cũng có người suốt ngày bị người khác sai biểu. Họ may mắn thôi, sinh ra đã hơn người khác. Nhưng mà phong thủy luôn thay đổi. Nói không chừng hôm nào đó tới lượt tôi quát tháo Matthew. Thằng nhãi này cho anh chút thể diện thì muốn lên mây rồi. Xin hỏi giám đốc Mã. Giám đốc Mã. Giám đốc Mã, tôi là Dương Đức Toàn, chủ tiệm giải Dương Ký Phật Sơn. Tôi tới hỏi cậu về lô giải tay như thế nào rồi. Tống tiên sinh cho tôi tới tìm cậu. Giám đốc Mã, cậu sao vậy? Đừng chơi nữa, mau né đi. Ông chủ Dương đúng không? Đúng 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 đúng. Mời ông ngồi. Mời 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 mời. Ngồi ngồi ngồi. Long Chu Đắc, rót trà. Ông đợi một chút. Được 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 được. Nào, ông chủ Dương, ông xem đi. Đây là những loại giải nhập khẩu tốt nhất trong cửa hàng của chúng tôi. Ông xem đi. Tôi không hiểu về những loại giải này. Giám đốc Mã, cậu nói tôi nghe đi. Được. Nào, ông xem cái này đi. Loại giải của anh vừa thoáng vừa mát mềm mại. Ông xem cái này đi. Tơ lụa của Pháp, màu sắc rất sáng, giống như một trân châu vậy. Nào, còn cái này nữa. Một loại giải của nước Đức, rất được ưa chuộng. Ông sờ thử xem, sờ thử đi. Chất liệu và màu sắc cùng với hoa văn, phải nói là rất tốt. Giải tốt, giải tốt. Giải rất tốt. William tiên sinh, xin chào. Chào Matthew tiên sinh. Trường học có Phương Hoa nghỉ hè rồi. Cô ấy có kế hoạch nghỉ hè chưa? Cậu chưa đi tìm nó à? Trong lòng cô ấy chỉ có mỗi Giang A Lục. Tôi gọi điện thoại cô ấy cũng không nghe. Còn bé này mụ bị đầu óc, cậu phải kiên nhẫn. Vì Phương Hoa tôi dùng hết sự kiên nhẫn của cả đời mình cũng đáng. Cảm ơn cậu nhiều. Mà Giang A Lục này tham vọng không có nhỏ đâu. Cậu sắp xếp cho cậu ấy làm gì vậy? Một nhân viên tạp vụ, dù cậu ta có tham vọng thì cũng chẳng làm nên trò trống gì. Cậu cho cậu ấy làm tạp vụ, trừ tạp vụ ra cậu ấy có thể làm gì? Cậu nói cũng đúng. Đợi Han Tư Sinh trở về, xem ý của ông ấy như thế nào rồi tính. Cậu đã nói chuyện với ông chủ tiệm giải Từ Phật Sơn chưa? Tiệm giải. Cậu đã nói chuyện với ông chủ tiệm giải Từ Phật Sơn chưa? Vụ làm ăn này rất quan trọng đối với chúng ta. Ông chủ Dương nắm trong tay số dài của cả một vùng Nam Hải. Tốt nhất là thuyết phục ông ấy ký hợp đồng lâu dài với chúng ta. Loại giải tay này rất tốt, giá cả cũng ổn. Hàng gì mức tiêu thụ trên thị trường là tốt như vậy. Giám đốc Mã, hôm nay tôi có được không ít kiến thức. Ông chủ Dương, ý của ông là tôi về hạch toán giá thành sản phẩm. Ngày mai thôi, tôi sẽ tìm cậu đặt hàng. Mời. Đương nhiên, tôi vẫn phải tới cửa hàng Lý Ký xóa hợp đồng vợ của họ trước đã. Ông chủ Dương, ông là khách của Lý Ký à? Đúng vậy, tôi đặt giả ở chỗ họ nhiều năm nay. Con người của Lý Bảo Dân làm việc rất là uy tín. Đáng tiếc, bây giờ giải thủ công không được ưa chuộng, cho nên tôi đành phải có lỗi với cậu ấy. Cậu biết làm ăn thật đó. Thì ra lần này anh đã cướp vụ làm ăn của Lý gia. Ông chủ Dương, ông chủ Dương, ông chủ Dương, xin dừng bước. Ông chủ Dương à, người làm ăn thì nên giữ chữ tín. Ông đã ký hợp đồng với Lý gia, sao có thể quỷ là quỷ được chứ? Đây không phải cửa hàng hoa gia của người Tây sao? Sao cậu lại nói giúp Lý Ký? Không, giúp Lý không giúp thân. Hay là vậy đi, ông chủ Dương, đợi ông xong hợp đồng của Lý Ký chúng ta bàn tiếp. Giám đốc Mã, dù gì cậu cũng là người làm ăn, sao ngay cả điểm này mà cậu cũng không biết? Tôi với ông chủ Lý quỷ hợp đồng là đương nhiên, có gì phải ngại đâu. Cậu phải biết là tôi ký hợp đồng sớm với các người một ngày thì tôi kiếm được lợi nhuận nửa giá thành sớm hơn một ngày. Chỉ vì nửa giá thành đó mà ông quỷ đi tình nghĩa bao nhiêu năm nay với Lý gia.
Không vì lợi nhuận sẽ gọi là thương nhân. Giám đốc Mã, cậu leo lên được vị trí này sao phải mềm lòng như vậy? Cẩn thận có một ngày không giữ được vị trí này đâu. Cứ vậy đi, tôi cáo từ đây. Sao nhìn tôi như vậy? Anh chơi vui lắm phải không? Nhưng anh vẫn tâm đạo chân tường của Lý gia. Còn không mang gọn chủ Dương quay lại đi. Nói với ông ấy anh là giả mạo. Tôi gọi ông ấy quay lại, ông ấy hồi tâm chuyển ý à? Không trọng tình cảm, nhưng anh sẽ có lỗi với Lý gia đó. Lạ thật. Ông chủ Dương tự tìm tới cửa mà anh còn trách tôi. Có lỗi với Lý gia cũng là chuyện bất đắc dĩ. Tôi cũng muốn để Matthew xem thử. Tôi cũng có thể gặp khách hàng, bàn chuyện làm ăn. Cũng may là thợ may, mỗi ngày được nhìn thấy giải dốc. Nếu đổi lại là người khác, hai ba câu đã bị dịch trần rồi. Matthew về rồi. Đã dịch trần rồi. Matthew về, tôi không trốn. Tôi không trốn. Tôi không trốn. Đáng chết thật. Ai cho các người vào đây? Cậu đứng lại. Giỏi lắm, còn dám trộm đồ của tôi. Tôi không có. Vậy trên người cậu mặc cái gì? Tôi vừa mới giúp anh bàn một vụ làm ăn. Giữa giờ cậu bàn chuyện gì? Anh đừng xem thường tôi. Ngày mai ông chủ Dương của Phật Sơn sẽ tới đây đặt hàng ký hợp đồng. Ông chủ Dương, người đâu? Mà trói tên trộm này lại đi. Trần Trung à, 10 năm trước tôi bị thương, cậu đã cứu tôi, lại đi theo tôi, nên tôi không lo sau lưng mình bị người ta bắn. Có biết hình xăm này là nghĩa gì không? Cú mèo. Mắt của cú mèo có thể nhìn ra phía sau. Tôi muốn giống như cú mèo, quan sát được 4 phương 8 hướng. Có lẽ cậu sẽ nghĩ, hồi trước ban chim đi dạo, tại sao không đi qua con đường này? Đó là chuyện trước đây rất lâu rồi. Vì theo đuổi một cô gái, tôi đã đi qua con hẻm này. Chuyện xưa vốn dĩ đã qua rồi, nhưng không biết tại sao dạo này trong đầu của tôi luôn thoát ẩn thoát hiện. Cả đời của tôi vì người phụ nữ này mà cứ hệ nghĩ tới thì đau lòng. Đau lòng lắm. Phụ nữ. Tên tiểu tử họ Giang đó có phải cũng ở gần đây không? Dạo này tôi bận quá, không có để ý tới thằng nhóc đó. Trước mắt quan trọng nhất là lo chuyện hôn sự của Nghĩa Long và Thúy Nhi. Mất công đêm dài lắm mộng. Đúng rồi, thời gian này nhiệm vụ của cậu là điều tra về tên họ Giang với cô nương đã từng cứu Nghĩa Long. Cậu nhớ là đừng để cho người khác biết. Đừng để cho người khác biết. Dạng ký. Tâm Ly. Cha. Cha làm con giật cả mình. Bản thân ngớ người ra còn trách cha. Đừng có suốt ngày ngồi ngoài cửa. Cậu sắp dài ra rồi. Cửa hàng Tây Tan làm rồi. Anh Lục sẽ về ngay. Cha, con mặc kệ anh ấy. Con cũng không có đợi anh ấy. Đừng có cứng miệng. Cha nhìn thì biết ngay. Thằng nhóc A Lục này tính tình linh hoạt, chí cao hơn trời. Trong lòng nó có tính toán. Cha, anh A Lục đến cửa hàng Tây mở rộng tầm mắt, học thêm bản lĩnh. Dù cho đi đâu cũng là đồ đệ của cha, là A Lục của con. Con cho rằng như vậy thật à? Có lẽ thế giới của chúng ta
không giữ nổi nó. Hôm đó tinh hồn Dung với con là như thế nào? Cha hỏi vậy là ý gì? Ý cha là người trên giang hồ nhiều thị phi, chúng ta dính không nổi. A Lục vẫn đáng tin hơn. Hồi đã cha nói A Lục quá linh hoạt, sao giờ lại nói anh ấy đáng tin? Lòng của cha cũng rối lắm, sợ con thiệt thòi, sợ con ấm ức, sợ con... Tâm Liên, con vào đây đi. Tâm Liên à, mỗi lần cha có thời gian rảnh rỗi thì mua một món trang sức cất vào đây, chuẩn bị cửa hồi môn cho con. Tất cả đi dành 18 năm đều ở đây hết. Cha, cha nôn đóng gả con đi vậy sao? Không lẽ con không nôn đóng gả cho A Lục? Ai biết trong lòng anh ấy đang nghĩ gì? Miếng ngọc này đẹp quá. Đây là đồ của mẹ con. Mẹ con, vậy sao trước giờ không thấy cha nói với con? Bây giờ nói với con cũng đâu có muộn. Cha, từ nhỏ tới lớn cha chưa từng nhắc mẹ với con. Tại sao vậy? Mẹ con rốt cuộc như thế nào? Một lời khó nói hết. Mẹ con rốt cuộc như thế nào? Nói nào. Đây, đem cái này lên. Mẹ con nói đợi con trưởng thành sẽ giao nó cho con. Mong mẹ con sẽ phù hộ cho con bình bình an an, vui vẻ khỏe mạnh. Dạng sư phụ, Tâm Liên. Dạng sư phụ. A Lục, lần này A Lục tiêu rồi. Tôi không phải trộm, tôi không có trộm. Tôi bắt tận tay nhìn tận mắt. Cậu đừng có chối nữa. Tôi nói tôi không trộm là không trộm. Tôi không có chối. Để tôi xem thử miệng của cậu cứng hay là xương cốt của cậu cứng. Hai người dạy dỗ nó cho tôi. Xem nó còn cứng miệng không. A Lục, Tống Công Quán, Phương Hoa tiểu thư, tôi muốn nói với cô về chuyện của Giang A Lục. Chuyện của anh ấy tôi không muốn bận tâm. Thật sao? Chỉ tôi cần phải nói cho cô biết, tôi hỏi Giang đó là tên trộm. Cái gì? Không thể nào. Lúc tôi bắt hắn, trên người hắn đang mặc áo vest của tôi. Chắc anh Lục sẽ không làm chuyện này. Cô dựa vào đâu mà nói hắn không làm chuyện này? Tôi biết rất rõ anh ấy vào cửa hàng Tây không phải vì bộ đồ vest. Vậy tại sao hắn trộm đồ của tôi? Bản thân anh ấy cũng có đồ vest. Trong chuyện này nhất định có hiểu lầm. Tại sao không cho anh ấy biện hộ? Vậy được rồi, cô cứ để hắn đích thân nhận tội đi. Tôi cúp máy đây. Đếp đi, đét đi. Giang A Lục anh ấy còn khen hắn cho lắm vô. Ban ngày ban mặt mà dám trộm cắp. Đét đi, con bảo đảm anh ấy không phải trộm. Cha giúp đi, giúp nó. Cha làm sao mà giúp? Nếu hai tiên sinh trở về, trách nhiệm này đổ lên đầu cha. Vậy thì làm sao? Con đi đâu vậy? Con tới cửa hàng tìm Giang A Lục hỏi cho rõ. Chúng tôi muốn tìm Tống tiểu thư. Tống tiểu thư, Tống tiểu thư. Dạ, Tâm Liên. Tiểu thư họ, bà ta, không có gì của bà, vào nhà đi. Tống tiểu thư, tôi giao Na Lục cho cô, nhưng cô lại không chăm sóc anh ấy. Anh ấy, được rồi Tâm Liên, bình tĩnh đi. Tống tiểu thư, chúng tôi, chuyện giao A Lục tôi biết rồi. Nếu anh ấy không vào cửa hàng Tây mà yên ổn làm thợ may, thì sẽ không xảy ra chuyện hôm nay. Dạ cô nương, cô sống về nhà của tôi, là tới hỏi tội tôi sao? Tôi tin tưởng cô. Tôi cũng muốn tin tưởng anh Lục. Là tới hỏi tội tôi sao? Tôi tin tưởng cô. Họ là ai? Xong về nhà người ta la lối ôm sầm, không bị phép tắc gì cả. Họ
Họ là bạn con. Cái gì? Bộ dân A Lục chưa đủ sao? Giờ con còn quen với cả mấy người dân chợ búa. Mà cứ hỏi đi đi. Tôi xin lỗi, chúng tôi không dám trèo cao. Vậy Tống tiểu thư, cô hứa với tôi đưa A Lục trở về bình an đi. Sau này chúng tôi sẽ không làm phiền cô nữa. Dạ cô nương, cho dù cô không đến, tôi cũng sẽ bất chấp đi cứu A Lục. Nhưng không phải vì cô, mà là vì tôi tin sự trong sạch của anh ấy. Phương Hoa, Phương Hoa. Sao hả? Không nhận tội à? Tình cốn này đáng chết mà. Chỉ cần cậu nhận tội, tôi sẽ kêu họ dừng tay và thả cậu ra. Anh ngứa mắt tôi từ lâu, nên mượn cơ hội ngậm máu phun người trả thù riêng. Đúng, đúng là tôi ngứa mắt cậu. Cậu đúng là cơn ác mộng của tôi. Sao hả? Anh sợ tôi, mắc cười tôi sợ cậu cái gì? Anh sợ có một ngày, sẽ có một ngày tôi vượt anh. Vượt tôi, vì vậy tên trộm như cậu. Nếu không cược thử xem, lớn lối lắm. Tôi biết, cậu vì tiền, cố đám của Quyền Dương không làm cụ ngục ngã. Vậy đi, cô chịu nhận tội, tôi sẽ móc tiền riêng cho cậu 100 đồng đại dương. Thật mới mẻ, nhận tội còn được tiền. Nhưng 300 đồng. Thêm đi, 500 đồng. Thêm đi, thêm đi. Thêm đi. Thêm đến anh khuynh gia bại sản. Xem tôi có động lòng không. Tình khốn này, đánh cho tôi, đánh cho chết luôn. Matthew, Hà tiên sinh, ông đã về. Giám đốc Hà, các người trông chừng hắn cho tôi. Hà tiên sinh, tên giặc A Lục này là tên trộm. Hắn trộm đồ của tôi, Matthew. Cửa hàng này trở thành nơi dùng hình của cậu từ hồi nào? Bây giờ trên dưới công ty đều biết cậu tự ý dùng hình, dẫn đến sự phẫn nộ của mọi người thì tính làm sao? Chúng ta đang đứng trên mảnh đất của người Trung Quốc, chỉ có người dân quanh 300 dặm đại khai sát giới giết người Tây. Mới qua chưa bao lâu, ở đây không phải phía Tây quan giả nước Mỹ để cậu làm săn làm bậy. Tên giặc A Lục to gạt chưa bao lâu, ở đây không phải phía Tây quan giả nước Mỹ để cậu làm săn làm bậy. Trầm một cái áo không đáng 100 đồng, nhưng tình nguyện bỏ 500 đồng chứ không chịu nhận tội sao? Hồi nãy tôi đứng ngoài nghe thấy hết rồi Matthew à. Rốt cuộc chuyện này là sao? Tôi muốn biết chân tướng sự thật. Tôi bắt được giặc A Lục đang mặc áo vest của tôi. Bản thân hắn nói thế nào? Nói đi. Hắn nói hắn mạo nhận tôi để bàn chuyện làm ăn giống chủ tiệm giải ở Phật Sơn. Cái gì? Hắn thật biết tìm cơ hội. Hắn tiên sinh, ông Han, tôi muốn hỏi ông, tiền gì cho A Lục ở đâu? Tôi nói rằng đó đáng để cô đêm hôm chạy đến đây sao? Phương Hoa tiểu thư, Phương Hoa, Han tiên sinh, tôi lấy những cách bảo đảm, giặc A Lục tuyệt đối không lấy trộm đồ. Phương Hoa, cô bị giặc A Lục che mờ mắt, hắn là tên vô lại. Tôi thật không nhẫn tâm để cô hạ thấp bản thân mình vì hắn. Quỳ làm tiên sinh, chuyện này là chuyện công ty hay chuyện nhà của ông? Phương Hoa, con ra ngoài đi, ra ngoài. Phương Hoa, để đi cha dạy con. Chúng ta làm người phải công lý chính nghĩa. Hy vọng cha có thể đưa ra công bằng đối với A Lục. Han tiên sinh, chuyện của dân A Lục đợi tại tôi dùng người không đúng. Nhưng xin cho cùng hắn chỉ là một thằng nhãi. Tôi thấy hắn xin ông tha cho hắn đi. William, tại sao ông phải xin cho hắn? Rõ ràng ông đã thiên vị cho đồng bào của mình, có đúng không? William, ở phương Tây có sự phân biệt màu da. Trừ người hầu ra thì không ai được cùng nhà với người da trắng hết. Thậm chí trong quân đội, người da đen thì chỉ có thể làm đầu bếp. Còn ông được tôi coi trọng dùng, cùng ra cùng nhà với tôi. Là ai cho ông ân huệ? Ông suy nghĩ xem. Ông nên nói giúp ai? Tên trộm cắp giặc A Lục này tuyệt đối không thể tha. Han tiên sinh, giặc A Lục lấy danh thiếp của ông, nó ông đích thân tuyển dụng hắn. Ông mới tới cửa hàng và tôi mới dám tuyển hắn.
Hơn nữa, tôi không tin hắn thật sự là một tên trộm. Ông nói không sai, tôi cũng không tin hắn không có chi khí như vậy. Vấn đề là ở chỗ, nếu Giang Anh Lục không có lỗi thì là lỗi của ai? Matthew, cả công ty đều biết cậu bắt trộm. Nếu như A Lục bị quan thì người có lỗi chính là cậu đó. Hà tiên sinh, tôi... Chúa từ bi, xin người phù hộ cho Giang A Lục. Đi đi, đi đi. Tống tiểu thư, tôi xin lỗi. Hồi nãy tôi ở nhà cô, tôi quá nôn nóng, nói không lựa lời. Xin cô đừng trách tôi. Tống tiểu thư, chỉ cần có thể cứu được anh A Lục, cho tôi làm gì cũng được hết. Tôi không phải cường đạo, dụ đổ bìm leo. Tuy cậu không có huyết thống cao quý của người Đức, nhưng cũng là người da trắng. Tôi biết, nhưng đặc biệt cậu là chủ quản cao cấp của tôi. Ở trước mặt người da vàng, quyền quý và tôn nghiêm của chúng ta không thể bị nghi ngờ được. Cho nên cậu không được có sai sót. Matthew tiên sinh, Hà tiên sinh, tôi không hiểu. Tức là Giang A Lục phải nhận tội trước mọi người. Không phải ông nói cậu ấy không có tội sao? Vì sự tôn nghiêm của chủ quản người da trắng, cũng như duy trì sự quản thúc của tôi đối với nhân viên người qua. Cho nên chúng ta phải làm như vậy. Hắn không có tội cũng phải nhận tội, nhất định phải nhận. Han tiên sinh, William, tôi dạy ông một bài học. 10 Giang A Lục cộng thêm một bát thơ chỉ bằng một, bằng một thôi. Vị trí của người da trắng ở cửa hàng này là cao nhất, không ai có thể nghi ngờ gì cả. Lúc cần thiết, ông cũng có thể phải hy sinh. Nhưng bây giờ tên trộm đó có chết cũng không nhận tội. Chúng ta làm sao? Vậy thì dùng roi trước quần chúng, cho đến khi hắn nhận tội mới thôi. Hà tiên sinh, như vậy không được đâu. William, tôi đã nói cho ông biết, Matthew đã tự dùng hình rồi. Tôi chỉ thuận nước đẩy thuyền. Đây là truyền thống trị tội trộm cắp của người phương Tây chúng tôi. Trừng trị Giang A Lục là việc làm vô cùng chính đáng. Nếu không thu dọn được tàn cục này, sao cứ phải dùng roi? Trừ khi hắn lập tức nhận tội với tôi. William, Giang A Lục chỉ là tên tạp vụ thấp hèn, hắn chịu đổi đòn roi không? Liên quan gì tới ông? Hà tiên sinh, xin ông cho tôi chút thời gian. Tôi sẽ khuyên Giang A Lục, kêu hắn nhận tội. Đều tại tôi, không nên giúp A Lục giả mạo Matthew bằng chuyện làm ăn. Giả mạo cái gì? Bằng chuyện làm ăn gì? Không nói thì thôi, chỉ nói ra A Lục đúng là giỏi. Nói mấy câu đủ làm ông chủ giải ngớ người ra. Nói lập tức thành giao, đặt hàng gì đó nữa. Cho nên mặc áo của Matthew. Vậy tư nhân đó đâu? Làm sao tìm hắn? Cái này thì tôi nữa. Cho nên mặc áo của Matthew. Vậy tư nhân đó đâu? Làm sao tìm hắn? Tay mà cũng dám giả mạo. Bằng chuyện làm ăn có thể lấy ra đùa sao? Không, anh ấy không tùy tiện chơi đùa. Cô không hiểu A Lục, anh ấy thích đùa lắm. Cô sai rồi. Anh ấy đang theo đuổi ước mơ. Tôi không nhầm đâu. Suy nghĩ của anh ấy chỉ có tôi biết thôi. Thật sao? Lòng Chu Đắc, bất luận thế nào anh cũng phải tìm được thương nhân đó. Chỉ có ông ấy mới làm chứng được cho A Lục. Nhưng tôi biết đi đâu mà tìm. Anh dùng não suy nghĩ đi. Daddy. Cha bán mạng cho người ta mấy chục năm, nhưng trong mắt người Tây cho vẫn không đáng một xu. Vậy chuyện A Lục thì sao? Daddy không có làm trái lương tâm. Phương Hoa, con đừng lấy lương tâm gì đó, công lý chính nghĩa gì đó dàn ép cha ở trước mặt người Tây. Con không biết phải sống trên giống người khó biết bao nhiêu đâu. Daddy, A Lục, các người muốn dân A Lục bình an vô sự thì đừng manh động. Anh A Lục, Tâm Liên, ai kêu em tới vậy? Lòng Chu Đắc,
Giang A Lục, tôi đang nghĩ Han tiên sinh rồi. Chỉ cần cậu nhận tội trước mặt mọi người, cậu sẽ không sao. Ông cho rằng tôi có tội, cậu cần phải nhận. Nếu không bị dùng hình bằng roi, cậu chịu nổi không? Dùng roi, tiểu tử, anh nghĩ kỹ đi. Nhận tội thì nhận tội, dù sao nam nhân đại trượng phu, co duỗi được. Nhận tội thì không phải ngồi tù. Anh A Lục, roi mà đánh vào chỉ có nước toát ra, đau tới mức sống không bằng chết, cậu chịu không nổi đâu. Đã tới lúc này rồi, anh còn cứng đầu làm gì? Anh cũng thật là, vừa giờ anh học người ta bằng chuyện làm ăn gì, nhận tội gì? Anh nhận tội đi mà. Anh Lục, A Lục, tôi không phải trộm, tôi không phải trộm. Tôi biết. Tôi không có tội. Được, vậy cậu tự tạo nghiệp. Thì đợi mà chịu đòn roi đi. Nghe nói cậu không chịu nhận tội. Tôi chỉ có công, không có tội. Giang A Lục, đến lúc này cậu còn chối. Mọi người nghe đây, Giang A Lục cần phải trả giá cho hành vi của mình. Giang A Lục, cậu nhận tội đi. Đây là cơ hội cuối cùng của cậu. Anh A Lục, đừng bướng bỉnh nữa. Nhận tội đi. Nhận tội đi mà. Tiểu tử ngốc, hảo hán không sợ thiệt trước mắt, cậu nhận tội đi. Trần tiên sinh, đã phiền anh tới đây một chuyến, tội quá tội quá. Không sao, chân chạy giặt là công việc của nhân viên nhỏ bé như chúng tôi. Tôi chỉ mong cậu uổng công sức, trở về biết đường giao phó với quản lý thôi. Xin anh nói với quản lý, tôi có lô hương liệu đang trên đường về. Lô này đã giao tiền rồi, nên lần này chắc chắn giao tiền lãi đúng hạn. Lý gia bảo đảm như vậy sao? Lý bảo dần này có khi nào thất tính chưa? Được, vậy tôi không phiền nữa. Dạ, mời cậu. Trần tiên sinh đi thông thả. Bảo dần, bảo dần, bảo dần. Ông chủ Dư, hôm nay ông tới gì lâu giải à? Ông tới đúng lúc lắm. Trần tiên sinh, cậu nhìn thấy chưa? Vì này là khách hàng lớn của chúng tôi, một lần đặt là mười mấy vạn. Ông chủ Dư, mời vào trong. Nào 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 nào, uống ly trà. Không không không, đừng bày vẽ. Hôm nay tôi đến xin lỗi. Đây là... Xin lỗi. Bảo dần, chúng ta qua lại nhiều năm, hôm nay tôi định đến tận cửa tỉnh tội. Số giải thủ công đó bán không được. Tôi quyết định sau này không đến đây đặt hàng nữa. Tôi muốn đổi sang giải tay. Cứ tưởng ông tới đặt thêm hàng, nhưng ai ngờ ông làm ăn như vậy sao được. Lý gia, Lý gia, anh Lục, anh ấy. Mẹ ơi, cuối cùng tìm được ông rồi. Nhanh, cho tôi đi cứu người. Lòng chùa đắt, vì như lửa cháy tới mông vậy, có chuyện gì? Tự tử A Lục bằng chuyện làm ăn với vị khách này, kéo người này ra cửa hàng qua gia. Cái gì? Thì ra chuyện này do Giang A Lục làm. Sao cô ấy làm vậy với Lý gia? Quản lý Mã của cửa hàng qua gia nói chuyện nghe có lý lắm. Giám đốc Mã là Giang A Lục giả mạo. Do người Tây đang kiếm chuyện với anh ấy, ông Mã tới giúp đi. Cậu có hiểu quy tắc không? Ông chủ Dương tới thăm hỏi thiếu gia nhà chúng tôi, người còn chưa ngồi xuống trà tới giúp đi. Cậu có hiểu quy tắc không? Ông chủ Dương tới thăm hỏi thiếu gia nhà chúng tôi. Đại gia, và tiểu tử A Lục bị người Tây đánh tới toát da toát thịt. Tôi cầu xin các người giơ cao đánh khẽ. Lòng chủ đắc, cái gì toát da thịt? A Lục bị sao? Thiếu gia tên họ Giang này giúp quỷ Tây giật mối làm ăn của mình. Cậu lo hắn làm gì, đánh chết hắn đáng đời. Đi đi. Ông chủ Dương, nào nào, chúng ta vào trong ngồi. Vừa uống trà vừa nói. Giang A Lục, dám ra tay với tôi.
Thế đã ép người tôi không trách ông. Nhưng Giang A Lục cậu ấy, cậu ấy không nên thừa cơ hãm hại. Không nên chút nào. Long Chu Đắc, anh A Lục, Tống Tiểu Trân, tôi nhận ra được anh A Lục phục cô. Tôi xin cô mở miệng khuyên ấy đi. Tống Tiểu Thư, cô mở miệng đi. Mở miệng đi mà. Anh A Lục, không thể gánh tội trộm cắp cả đời được. Không thể nào. Ông chủ Dương đến rồi. Tránh ra, tránh ra, tránh ra. Ông chủ Dương đến rồi. Dân A Lục bị quan. Giám đốc Mã, Tâm Lý, A Lục, A Lục, A Lục. Phía sau nhanh lên. Tiểu Lục, xem như thoát khỏi nguy hiểm. Đi thêm 20 dặm nữa là tới cổng thành Nam Thành. Tam gia sao nung nóng vào thành vậy? Trong nhà đâu có vợ con nào đợi anh. Cầu xem, chặt ở bờ sông à? Anh lấy cái này làm gì? Đẹp không? Con gái người ta ai cũng thích mấy thứ xinh như vậy. Trên đường đi lượm nhiều đá như vậy thì ra là nhớ Tâm Liên cô nương. Sao hả? Không được à? Người ta có Giang A Lục, không có nhớ tới anh đâu. Cho dù có chết tôi cũng không quên được cô ấy. Tam gia anh không vui tôi cũng nói. Giang A Lục đó có nghĩa khí như vậy, anh không thể bất nghĩa với người ta. Kiếp này Du Nghĩa Long không có nghĩa khí có một lần này thôi. Không được sao? Tôi không tin anh sẽ làm vậy. Tôi sẽ làm một lần. Tam gia đừng cứng miệng. Nếu anh thật sự như vậy thì sẽ không gọi Du Nghĩa Long. Còn thiếu nhi là tiểu thư ta không gọi Du Nghĩa Long. Đi nhanh lên. Dừng. Rút. Lên. Tiểu Lục, chúng ta bị lừa rồi. Rút. Đi. Tiểu Lục, cậu sao rồi? Không sao. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Nhanh. Lão Tam, cậu làm tôi mất mặt quá. Nghĩa Tử Hiên chúng tôi hành nghề bao nhiêu năm nay, chưa từng làm tất toát hàng quá của khách hàng. Tụi nguyên xã chúng tôi cũng chưa từng làm mất hàng của khách. Chuyện này nếu đồn ra ngoài, tụi nghĩ xã sẽ mất hết danh tiếng. Xã chủ, tôi nhất định sẽ giao phó với ông chủ Lý. Đây là kết quả mà cậu mong muốn đó sao? Hàng mất rồi, làm sao mà giao phó đây? Tôi sẽ tới tận cửa thỉnh tội với anh ấy. Ngoài ra tôi sẽ bồi thường tổn thất. Tôi hỏi cậu, cậu lấy gì bồi thường? Xã chủ, nếu nghe lời của tôi, tăng giá theo ý tôi, dẫn thêm mấy anh em nữa thì sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Sao hả? Cậu còn muốn dùng mồ hôi xương máu của toàn thể anh em tụ nghĩa xã lao môn cho cậu sao? Xã chủ, xã chủ, một mình tôi làm, một mình tôi chịu. Tam gia, Tam gia,
Số tiền lớn như vậy, anh lấy cái gì đền cho ông chủ Lý? Đừng bận tâm, cứ lo dưỡng thương cho tốt. Thúy Nhi, gì vậy? Anh tự xem đi. Có nhiều dòng vàng quá. Thúy Nhi, đây là của hồi môn cho em để lại. Anh lấy bồi thường cho ông chủ Lý, xem đủ không? Có nhiều dòng vàng quá. Thúy Nhi, đây là của hồi môn cho em để lại. Anh lấy bồi. Anh Long, em biết trước đó em làm không tốt, mới khiến anh thay lòng, có đúng không? Thúy Nhi đừng suy nghĩ lung tung. Anh đừng lo, em sẽ sửa đổi để tốt hơn tâm lý, được không? Đừng nói như vậy. Em nói như vậy làm anh cảm thấy mình giống tên khốn. Cái này em cầm về đi. Anh Long, đại tiểu thư, cho cô. Làm gì? Đây là tăng gia lượm trên đường về để tặng cho cô đó. Anh ấy tặng cho tôi làm gì? Anh ấy nói con gái ai cũng thích mấy thứ xinh xinh như vậy. Tôi thích. Đây, ông xem, hỏi gia dương, cái nhất tiễn hạ sông đi của cậu rất là hay, vừa có thể làm mất nhuệ khí của lão Tam, vừa cho Lý Bảo Dần một cú đấm. Xã chủ, sau này có việc gì ông cứ căn dặn tôi làm. Dương Mộ với các anh em sẽ nghe theo lời của ông. Được được được, cậu tức thời hơn Du Lão Tam nhiều. Xã chủ quá khen. Du Lão Tam dũng mãnh gan dạ, tôi có mong cũng không bằng. Du Lão Tam có nhiều công lao, nhưng không còn nghe theo sự quản giáo của tôi. Cậu có tiền đồ hơn cậu ấy. Toàn nhờ xã chủ đề bạc. Phó Gia Dương, lô hương liệu đó mau đẩy ra ngoài đi, nếu không sẽ bị lộ tẩy. Dạ. Anh đang nghĩ gì vậy? Có lẽ đang nghĩ tới kỳ sự dũng cảm đó sao? Bội bội, cô nói có phải tôi điên rồi hay không? Có một chút. Tôi thực sự không kiểm soát được mình. Bất cứ lúc nào trong đầu cũng đều là hình bóng của anh ấy. Không thể nào không nghĩ được. Anh đang nghĩ tới Tống tiểu thư à? Hồi nãy trong giấc mơ anh đều gọi tên của cô ấy. Cô ấy chưa tới đây lần nào. Nếu anh muốn mời cô ấy đến thì giờ em đi mời giùm anh. Em đừng cử động. Anh đau không? Em đau. Mới mấy ngày không gặp, anh đã không kịp rồi sao? Em đừng giận dỗi với anh nữa, Tâm Ly. Tống tiểu thư là một cô nương rất giỏi. Anh ấy thật sự rất giỏi.